Kính thưa quý vị, hàng loạt trẻ em nhập cư trái phép được dẫn tới Arizona. Tin từ Arizona, thống đốc bang Arizona Han Brewer hiện đang vô cùng tức giận đối với quyết định của chính phủ liên bang Hoa Kỳ sau khi người ta đưa hàng trăm trẻ em nhập cư trái phép tới tiểu bang này. Vào hôm thứ Bảy vừa qua, một chiếc xe bus đã dừng lại tại một cơ sở tuần tra biên giới của Hoa Kỳ ở Nogales, Arizona. Theo bà Brewer cho biết, bà đã phải nhận hơn 400 trẻ em nhập cư trái hợp pháp tại cơ sở này vào hôm thứ Sáu. Trong cuối tuần này, sẽ còn có hơn 700 trẻ em nữa được đưa tới đây bằng những chiếc xe bus. Những trẻ em nói trên có độ tuổi từ 3 tới 16 và chủ yếu là người Trung Mỹ, đến từ các quốc gia như El Salvador, Honduras và Guatemala theo các nhà chức trách cho biết những trẻ em này đã bị bắt khi đang vượt biên trái phép từ mexico sang biên giới texas chúng đã được đưa tới arizona vì texas không có đủ cơ sở để quản lý một số lượng lớn trẻ em như thế này